Hữu Vi nam thần về bít từng bị chỉ trích vì scandal ảnh nhạy cảm giờ ra sao? Hữu Vi là một trong những nam thần của làng giải trí Việt. Anh trở thành hình tượng bạn trai lý tưởng nhiều cô gái tìm kiếm bởi ngoại hình hoàn hảo, nam tính và giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ. Trong làng mẫu Việt, Hữu Vi được đánh giá là một trong những mỹ nam bảnh bao nhất nhì của Vbiz. Năm 2014, anh đã xuất sắc đạt vị trí Á Vương 3 của cuộc thi Mr. Global, Nam Vương Toàn Cầu nhờ ngoại hình ưa nhìn và khả năng ứng xử tinh tế. Đây cũng là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của anh. Kể từ đó, Hữu Vi trở thành gương mặt sáng giá trong làng mốt, thường xuyên được xuất hiện trên các ấn phẩm tạp chí lớn. Nam thần Vbiz có phong độ nhan sắc thất thường. Hữu Vi bắt đầu hoạt động nổi bật trong lĩnh vực thời trang từ năm 2010. Thời điểm đó, nam người mẫu xuất hiện với hình ảnh một chàng trai thư sinh hiền lành. Đến năm 2012, anh lột xác với hình tượng nam tính và trưởng thành hơn. Hữu Vi trở thành gương mặt có tần suất dày đặc nhất nhì giới người mẫu. Hữu Vi được đánh giá là một trong những mỹ nam bảnh bao nhất nhì Vbiz. Sau khi đạt danh hiệu Á quân Mr. Global 2014, anh trở thành gương mặt sáng giá được nhiều nhà thiết kế chọn mặt gửi vàng của làng mốt Việt Nam. Sở hữu gương mặt điển trai cùng ngoại hình sáu múi săn chắc, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn có tiếng. Sau đó, Hữu Vi còn nhận được lời mời đóng quảng cáo phim điện ảnh, đóng MV ca nhạc của nhiều nữ ca sĩ như Bích Phương, Bảo Anh và bắt đầu đảm nhận các vai diễn phụ trong loạt dự án phim ảnh như sitcom Chiến dịch chống ế, phim điện ảnh Điệp vụ chân dài, Glee Việt Nam. Khi đảm nhận vai trò dẫn dắt The Face 2017, Hữu Vi từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì phong cách thời trang lỗi thời, tóc dài lụm thuộm. Không những thế, những lùm xùm đời tư cũng khiến anh phần nào mất điểm trong mắt khán giả. Sau đó, nam người mẫu Hữu Vi nhanh chóng lấy lại phong độ và trở lại màn ảnh với vai diễn Bảo Huy trong phim Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt, được đánh giá cao về diễn xuất. Tuy nhiên, sau bộ phim này, nam người mẫu dường như ở ẩn, anh ít xuất hiện trong các sự kiện hay hoạt động nghệ thuật. Vào giữa năm 2020, Hữu Vi bất ngờ quay lại đường đua phim ảnh, song hình ảnh mới của anh tiếp tục khiến không ít khán giả thất vọng. Không còn đẳng cấp nam thần như ngày nào, nam người mẫu trở nên tiều tụy, tóc tai luộm thuộm và trông có vẻ rất sơ sát. Hữu Vi có lẽ là một trong những tên tuổi có nhan sắc lên xuống thất thường nhất showbiz Việt. Không lâu sau dáng vẻ hốc hác ấy, nam người mẫu lại trở về với hình tượng xoài ca sáu múi ngày nào. Trong dự án phim Mắt của Quỷ, anh thậm chí còn có phần nam tính và rắn giỏi hơn. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự thăng hạng về nhan sắc của mình. Từ giữa năm 2022, nam diễn viên lại quay trở lại với bộ ảnh mới. Gương mặt góc cạnh cùng cơ bắp cuồn cuộn lộ vẻ rắn giỏi nam tính đã đốn tim người hâm mộ nữ. Phong cách thời trang tạo hình chỉnh chu của Hữu Vi khác xa thời điểm dẫn The Face. Hữu Vi được nhận định là một gương mặt tiềm năng của làng điện ảnh Việt Nam. Người hâm mộ hy vọng sẽ sớm thấy anh trở lại với những dự án mới nhất trong thời gian tới. Đời tư và những scandal của Hữu Vi. Năm 2014, Hữu Vi và Vũ Ngọc Anh top 5 Hoa hậu Việt Nam chính thức công khai hẹn hò. Anh và bạn gái thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn nhỏ trong showbiz. Họ được đánh giá là cặp đôi đẹp cân xứng về ngoại hình. Tuy nhiên, sau 3 năm bên nhau, cả hai đã chia tay. Khi tham gia The Face Việt Nam mùa 2, Hữu Vi gây thất vọng cho người hâm mộ bởi cách hành xử có phần kém duyên. Cụ thể, khi được phóng viên đặt câu hỏi, Hữu Vi đã vừa ngồi tựa vào bàn vừa trả lời. Trong khi đó, huấn luyện viên The Face Thái Lan Lukade đang ngồi cạnh anh. Hành động của Hữu Vi khiến nhiều người có mặt trong buổi họp báo cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Trên mạng xã hội, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vô tư ấy của Hữu Vi nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Đa số đều cho rằng hành động của Hot The Face Việt Nam mùa 2 là thiếu chuyên nghiệp, kém văn hóa và không tôn trọng mọi người xung quanh. Năm 2017, Hữu Vi khiến khán giả nóng mắt khi đăng tải một bức ảnh phản cảm nóng bỏng trên trang cá nhân. Dù góc chụp không quá rõ ràng, nhưng nhiều người đã tỏ ra khó chịu và lên án về bức ảnh này. Người hâm mộ đồn đoán rằng cô gái trong bức ảnh kia có thể là Diệp Linh Châu khi thời điểm đó cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, Diệp Linh Châu nhanh chóng lên tiếng khẳng định mình không liên quan gì đến tấm ảnh nhạy cảm vừa rồi. Bị xếp vào danh sách cô gái giấu mặt trong bức ảnh bàn tay biết nói, tình cũ Hữu Vi, Vũ Ngọc Anh cũng trở thành đối tượng bị nghi ngờ chỉ vì từng mặc chiếc áo lưới giống hệt Diệp Linh Châu. Nhiều bình luận hài hước cho rằng có vẻ như Hữu Vi rất thích những cô gái thuộc style lưới đánh cá. Trong khi đó, khi nói về scandal ảnh nhạy cảm, Hữu Vi lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Anh cho biết, tôi nhiều scandal ảnh lắm. À không, thật ra mọi người xem đó là scandal, còn tôi thì không. Tôi thấy chả có vấn đề gì cả. Từ khi đăng những tấm ảnh mọi người cho là nhạy cảm đó lên. Sau khi mọi người bàn tán xôn xao trên mạng, nhiều khi đến cuối ngày tôi mới biết tấm ảnh của mình gây tranh cãi như vậy. Thú thật, những hình ảnh đấy so với những gì tôi từng đăng trước đây chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng do lúc đó tôi được mọi người chú ý quá nhiều, nên mọi việc cũng bị đẩy đi xa hơn. Tôi không thể bắt mọi người đi theo quan điểm về cái đẹp của mình về điều này. Nhưng tôi cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi cũng sẽ không thay đổi bản tính đó của mình. Trong một bài phỏng vấn, Hữu Vi cũng thẳng thắn chia sẻ, tôi không phủ nhận mọi thứ đều phải có giới hạn khi nghệ sĩ phải có trách nhiệm với công chúng. Nhưng tôi hay bất kỳ nghệ sĩ nào cũng đều là cái tôi độc lập, khác biệt và có cuộc sống riêng tư. Tôi không thể dựng lên một hình ảnh hoàn hảo theo đúng ý công chúng muốn, nhưng nó lại không phải là tôi.
từ một anh chàng điển trai nam tính luôn tạo nên sức hút qua những shot hình thời trang đã giúp Hữu Vi được ví von như một nam thần trong làng mẫu Việt. Nhưng hiện tại, một số scandal đã khiến cho Hữu Vi mất điểm phần nào với khán giả. Đây có lẽ là điều đáng tiếc cho anh vì hình ảnh là một điều rất quan trọng đối với nghệ sĩ. Một khi nó bị ảnh hưởng và để tìm lại được thiện cảm với người hâm mộ thì không phải dễ dàng.